mét khối, 4.270 kg. Còn khi mà máy duỗi ra tối đa thì là tính từ phần xích đến cái răng gầu này thì nó rơi vào hơn 14 mét các bác nhé. Nhiên liệu tiêu thụ trong một giờ thì nó hãng báo về thì cũng khoảng trên 40 lít, khoảng 45-50 lít gì đó các bác ạ. Dầu động cơ của nó là 52 lít. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của mình. Hôm nay thì rất là vui, mình đi từ Tuyên Quang xuống đây, đang được gặp và giới thiệu mọi người, đây là anh Quý. Mình là nhân viên kinh doanh phụ tùng. Nhân viên kinh doanh phụ tùng của công ty Vichac, đại lý của Hitachi của miền Bắc luôn anh em nhá. Thì là bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy xúc da xít 870LCH-5. Máy này thì là vừa mới nhập khẩu ở bên Nhật Bản về đây. Thì máy có cái một vài cái thông số nó gọi là nổi trội. Thế bây giờ em sẽ cùng anh Quý và mọi người sẽ đi tham quan và chia sẻ với mọi người một chút. Xin chào khán giả của kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog và kênh Máy Xúc Nhỏ Còn Vỏ Trái Đất của bạn Hưng đúng không? Vâng, vâng. Mình tên là Quý, mình là nhân viên kinh doanh phụ tùng của công ty Vichac. Vichac thì là đại diện phân phối chính thức và độc quyền duy nhất ở Việt Nam đối với dòng máy xúc đào và xúc lật Hitachi. Và máy xúc đào xúc lật Hitachi thì cũng chỉ là một trong những cái ngành chủ lực của Vichac. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái ngành khác đấy, như lưu hâm, bơm bê tông Việt Nam, quýt gừng, cào bóc tái chế. Nhưng mà riêng buổi hôm nay thì rất là vui được đón bạn Hưng từ tận Tuyên Quang xa xôi xuống đây thăm mình. Trước tiên là cá nhân là thăm mình, thăm công ty. Và thứ hai nữa là còn cho mình một can rượu ngô men lá ở Tuyên Quang. Rất cảm ơn bạn Hưng. Rượu gạo anh em, không phải rượu ngô, là rượu gạo men lá. Thì cũng rất là may mắn cái dịp mà bạn Hưng xuống đây thì là đúng vào cái dịp mà công ty nhập hai cái máy xúc đào Hitachi ZX870LCH. Hai chiếc máy này thì được nhập cho về để bàn giao cho khách hàng trong tháng 8. Thì cũng tiện đây là một cái máy mà anh em mình đã lắp hoàn chỉnh. Còn kia là cái máy mà anh em đang tiến hành lắp. Nó chỉ có cái thân máy thôi, còn tất cả những cái bộ phận khác ở phía xa kia là phải vận chuyển tách rời xong về đây lắp lại. Đấy, đây giới thiệu với bạn qua đây là toàn cảnh cái chiếc máy 870LCH. Da xít 870LCH-5. Máy này mình ghi thấy trên thông số là sản xuất vào tháng 6 năm 2022. Còn vừa mới nhá, vừa tháng 6 nhà máy sản xuất xong thì là lập tức đưa lên tàu biển qua đây. Cái dòng 870LCH này thì đối với các dòng máy Hitachi thì cái số 870 này thì tức là sẽ là tương đương với cái khối lượng của máy là 87 tấn. 87 tấn. Hiện tại bây giờ ấy, cái xích này là về Việt Nam là cái chiều ngang của nó khi mà làm việc của nó là 5m1 cho anh em nhé. Nhưng mà bây giờ này, đây mình sẽ quay lại này. Những cái con ốc này khi mà về Việt Nam là xe vận chuyển là rất là nhỏ, đường xá đi lại là không được, chứ là không quá ra đây được 5m, cho nên là các bác ấy đã lắp lùi nó vào trong này. Lúc nào khi mà đến công trường ấy thì mình sẽ kích máy lên. Kích cái phần máy này lên các bác nhá. Xong sau đó là cho đủ cái dẫn phần dẫn hướng này, cái di chuyển này sang hai bên, bên này cũng như vậy này. Đấy. Thì là cho nó sang hai bên và lắp cái dàn ốc này vào trong cái chỗ có ở trong này có chỗ vặn ốc, nhưng mà bây giờ thì đang bị đè lên nên là sẽ không thấy các bác nhá. Thì cái này có chiều cao này, chiều cao anh này. Quý này cũng chiều cao của mình là 1m75. Đây đứng ra chỗ gầm này đây. Mình cũng không phải là thấp hơn 1m75 đấy. Đây quay xa xa đây cho anh em nhìn. Đấy. Đây thì như anh Quý nói thì đây là một máy tầm trung của hãng Hitachi. Nhưng mà như mình, cá nhân mình thì nó là một cái con máy mà to nhất từ trước đến nay mà mình được sờ thấy và đứng ở sát nó như thế này rồi. Đấy, thì anh Quý sẽ giới thiệu thêm một chút về nó. Núi trọng của máy này thì là nặng 13 tấn.
Lưới rộng nặng 13 tấn. Cái thân máy này thì nó nặng vào tầm khoảng 52 tấn. Khi mà anh em mình vận chuyển ở trên đường ấy là phải chở vào cái cốp phòng 7 dàn. Tức là có 7 hàng bánh. 7 hàng bánh phía sau đấy. Rồi. Thân máy này. 7 hàng bánh phía sau. Thế thì cái đầu kéo của nó cũng phải khủng. Đây, thế nên lá xích rất là dày dặn này. Máy 870 thì thường là làm ở trong mỏ nên là cái giải gầm xích của nó rất là dày dặn. Rất dày dặn. Cứng cáp. Vì là môi trường ở trong mỏ, nghĩa là nó sẽ không phải là nguyên đất mềm mà là nó có thể là đá, có thể là quặng, có thể là mọi cái cứng cáp nhất. Rồi, cái cường độ làm rất cao. Cái quả ga lê này anh em nhìn này, cái của mình là găng tay của mình 20 phân nhưng mới chỉ được cái vòng ngoài này thôi. Đây là quả hai quả ga lê tỳ. Ba quả đây còn quả nữa. Thì ba quả ga lê tỳ. Đây rằng ga lê đỡ rồi đây. Và lấy đỡ thì toàn bộ thì là được chắn cái phần giường xích này, chắn hết lại để chống tình trạng là đá kẹt vào nó sẽ gây ra hiện tượng tụt xích. Cái này mà tụt xích thì không biết là ai bê và anh bê được không anh. Bây giờ anh em xem. Này chắc cũng phải ấn. Trong này toàn bánh răng thì chắc nặng. Đúng rồi, toàn bánh răng. Nó kinh khủng. Cái bộ di chuyển gầm xích này nó làm trong công trường, thường thì là cái này là đều ở trong mỏ, cường độ lao động làm việc rất là cao nên là Hitachi đã phát triển cái hệ thống gầm xích này rất là chắc chắn này các bạn nhìn này, sắt thép. Cái này là chắc 40 50 đấy nhỉ, dày 5 phân đấy chứ. Phải này bằng những cái loại thép đặc biệt chống mài mòn. Đây. Rồi thì bây giờ cái phần đấy này thì xong rồi các bác nhá. Đến cần đi. Phần khi mà máy duỗi ra tối đa thì là tính từ phần xích đến cái răng gầu này thì nó rơi vào hơn 14 mét các bác nhá, hơn 14 mét. Như anh quý có đọc ở trên thông số của máy thì là hình như là nó tính trừ cái đối trọng kia, đối trọng thò hơn ra xích khoảng độ là 50 phân đấy, chứ phải cái đối trọng này nó còn đây là nó ra hàng mét nhưng mà gần mét đấy em. Từ đây anh em tính từ đây ra đây mà cái đoạn này nó cong cong này nữa với ra là 14m90 thôi nhá, 14m90 khi mà máy mà duỗi thẳng gầu ra kia. Bây giờ sẽ mình sẽ cùng anh Quý sẽ cái gầu nhỉ em nhỉ, cái gầu này là 4 khối 3. Thông số của máy thì lát nữa thì mình sẽ sang bên cái gầu kia, mình quay cho anh em về cái tem mà tem nhôm đóng ở gầu ấy các bác, thì là người ta có mã số cũng như là số seri riêng biệt của từng bộ phận và về máy. Thì bây giờ anh Quý sẽ lên giới thiệu cho em cùng khán giả về cái trong cabin. Thì cái phần cabin này thì cabin đây khá là cao. Đây, cái cao 1m7 đấy các bác ạ. Bước lên cái trên cái này cũng khá là vất vả. Cabin thì hơi chỗ bên ngoài này thì có một cái hành lang để đi lại cũng như là để bảo dưỡng máy móc cho an toàn, chứ không như thế này mình cũng không thể đứng dưới xích mà mình quan sát được như thế. Bây giờ anh Quý sẽ giới thiệu. Cabin thì trước tiên xin lỗi các bạn là cabin hơi bẩn một tí vì là người ta vừa đưa từ bên nhà máy về, anh em mấy ngày trời mưa họ vệ sinh lắp máy nên là nó chưa vệ sinh lại được. Sau khi lắp hoàn thiện xong thì anh em mình sẽ đấy ra đây. Một tờ báo của Nhật đây. Báo Nhật đây, chữ Nhật đây. Mời anh bên nhà máy Nhật vẫn để lại đây. Thì là trong quá trình mà về Việt Nam ấy thì là đây cái máy ở ngoài kia thì lát em mình sẽ cuối video mình sẽ ra mình quay cho anh em xem. Là cái người trở về riêng, còn cái đối trọng trở riêng, cái cần riêng, rồi cái gầu riêng, cái khúc ấy là riêng. Giới thiệu với các bạn, đây là cái cabin mà tiêu chuẩn của nó là sẽ là chống đá lăn rồi là chống lật. Nhưng mà hiện tại anh em mình vẫn chưa lắp hoàn thiện vào. Đấy, nó chống mình mới lắp cơ bản thôi. Sau này ở cái phía ngoài của cái kính này còn một lớp chắn bằng sắt như kiểu ở trên trên cái cửa sổ trời này nữa. Đúng rồi. Nó Hưng nhìn thấy cái cabin này có thấy thoáng không? Có thấy rộng thoáng không?
rộng thì thực ra nếu mà để một cái máy to như thế này mà ngồi ở đây thì em thấy là cũng bình thường. Không phải khen chê nhưng mà đúng. Kiểu cảm giác không, thấy thấy như nào thì phải nói như thế. Tại vì là cái máy xúc này thì người ta ưu tiên cái không gian làm việc hơn. Còn cái là... không gian tiện nghi thì nó sẽ phải bớt lại một chút chút. Hãng Hitachi gọi là tối ưu về phần công việc mình làm hơn. Nhưng mà để mà ngồi đây mà bật điều hòa thì chắc cũng không dưới 16 độ đâu. Không dưới 20 độ đâu. Ghế này là ghế hơi nhá, để mình ngồi cũng khá là thoải mái đây. Này các bạn này, ghế hơi này. Cái này có thể chỉnh. Đây là cái giới thiệu qua về nó cũng cơ bản nó như các dòng máy khác thôi, cũng không có gì là nổi trội cả. Bây giờ thì sẽ tiếp đến là phần táp lô cũng như là cái dòng này có đường búa không anh? Có đều tức là có chờ đấy, có đầu chờ của đường búa hết. Thế còn khi cái này là cái bản tiêu chuẩn, nếu mà mình đường búa thì mình phải đặt hàng nhà máy, đấy là nhiều option đấy. Rồi. Đấy còn thường thì về Việt Nam thì các bác không đặt của tức nhà máy, cái to như thế này sẽ không đặt cái đường búa, không đặt đường búa do khách hàng, tùy theo công việc khách hàng. Đấy cái máy này đã được người ta đặt rồi chứ anh nhỉ? Cái máy này mình lấy về là đang chờ lắp ráp hoàn thiện xong là đăng kiểm xong đó nó là bàn giao cho khách hàng trong tháng 8 tới đây. Đấy là anh em cũng đang gấp rút. Các bác nếu như mà có nhu cầu mua máy xúc Hitachi từ 200 trở lên thì ở đây cái bãi này của mình thấy nhỏ nhất là 200 rồi, thì các bác có thể liên hệ với lại anh Quý của công ty Vichat có chi nhánh ở chỗ Mê Linh Hà Nội. Thì cái này nó kỹ hơn thì em sẽ để ở cái phần link mô tả, cái địa chỉ ở dưới phần mô tả của video các bác nhé. Thì là tất cả những thông số về địa chỉ cũng như là cái chỗ mà văn phòng công ty ấy, thì mình sẽ để ở phần mô tả video, mọi người có thể vào đó để theo dõi. Thì bây giờ sẽ Hưng ngồi vào đi. À không, anh ngồi đi. Hưng ngồi đến đi. Cái phần Hưng giới thiệu phần tablo này đi. Tablo này thì sẽ có những cái thông số, đó là báo nhiệt độ và báo mức nhiên liệu còn trong bình. Máy Yazid 870 này thì có cái bình nhiên liệu là 1110 lít cơ nhá, và động cơ là động cơ 6 máy. Thì nhiên liệu tiêu thụ trong 1 giờ thì nó làm việc bình quân thì theo như hãng báo về thì cũng khoảng trên 40 lít, khoảng 45 50 lít gì đó các bác ạ. Thì cái này thực tế thì phải ai đi làm thì các bác thì mới quản lý được cái đó, chứ thì theo thông số thì cũng có thể là không thể chính xác được. Đó, thì bây giờ thì cái phần cabin này xong rồi thì mình sẽ cùng anh Quý lên tham quan cái phần ở trên phần động cơ các bác nhá. Máy này khá là cao cho nên là anh Quý lên trước cũng rất là khó để mà di chuyển lên phần trên. Ấy, Hương đây vẫn trong tình trạng bọc mới 100% đây. Đây, cái vị trí này là cái vị trí bình nhiên liệu của nó đây em đây. Bình dầu diesel đây, bình nhiên liệu đây. Đây là có thước nhìn từ bên ngoài. Đây là còn hệ thống bơm hút của nó nằm ở đây. Tức là bơm dầu tự động. Đúng rồi, đây. Đấy. Cái này có cả bơm mỡ tự động phải không anh? Đấy, cũng có cả bơm mỡ tự động luôn đấy, em nhìn đây. Nhìn có đẹp không em nhìn. Kính co không nhỉ? Ở dưới này là bình số mỡ đây phải không? Không. Không phải. Đúng rồi. Đây là có quay đây. Đúng rồi, số mỡ đây em. Đây là bơm mỡ, còn đây bơm dầu. Đây là bơm dầu diesel. Máy sẽ giả dụ như cái tầm cái con này nó vào 1000 lít thì chắc là cũng phải cho khoảng độ 5 cái téc hoặc là một cái xe rất là to trở về đây để cắm tự động vào, nó sẽ tự đủ lên bình. Em nhìn này, máy mới nhìn là những cái hệ thống này nhìn có sướng này không? Mới đét. Đây là các thông số của nó đấy. Ở mỗi vị trí đều có dán. Thì bây giờ sẽ là về phần quay toa, mô tô quay toa trước các bác nhé. Cái phần cần này thì nó ra đây để em đứng ra phía ngoài kia một chút. Cái máy này có cái khối lượng nó rất là lớn. Đây có phải hai mô tô quay toa không anh? Đúng rồi, đây là hai mô tô quay toa em ạ. Đây là hai mô tô quay toa. Đúng không? Hai cái thước thầm con dầu tô vật vã. Hai mô tô quay toa này thì đây cái dung tích của nó, cái dầu của motor quay toa này mỗi bên là 6,5 lít à? 6,5 lít một bên. Lít một bên. Đấy. Thế còn ngăn kéo thì nằm ở trong đây. Trong này nó
khá là sâu ở cái dưới này, nó hơi tối. Nó sẽ phải mình sẽ tháo cái này ra. Hitachi đặc biệt thì là các cái cụm của nó thì rất là riêng biệt. Anh em mình sửa chữa hoặc là các thứ thì nó đều rất là dễ. Thế bây giờ thì anh Quý sẽ giới thiệu cùng với mọi người về cái phần động cơ của cái máy này nha các bác nhé. Đây giới thiệu với cả mọi người, đây là cái động cơ 6WG1. Hitachi thì sử dụng động cơ Isuzu 6WG1. Động cơ Isuzu thì là nổi tiếng trên thế giới về là cái bền bỉ, tính tiết kiệm nhiên liệu và nó rất là bền bỉ, nói chung là lành. Hitachi thì trên dòng 95 thì sử dụng kim cơ là để nó phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam mình, là cái xăng, chất lượng xăng dầu nó không tốt. 12 nữa nó rất là lành, cơ 6 xi lanh đấy, turbo tăng áp. Xi lanh, nhưng mà 6 xi lanh là cái dung tích xi lanh rất to anh nhỉ. Đúng rồi. Tức là 350 cũng là 6 máy nhỉ. Đúng nhưng rồi, mà 6 máy. cái nòng xi lanh là nó nhỏ, nó hơn khác nhau đấy, đấy. Còn cái đường gió vào lượng dầu động cơ của nó là 52 lít, là mỗi lần anh em thay động cơ là phải dùng 52 lít. 52 lít khá là khủng. Hệ thống tản nhiệt rất là thông thoáng. Cái đây là những cái chỗ tản nhiệt để cho động cơ này, cái cánh quạt làm mát này. Đấy các bác, mình vừa mới cái Quý ấy xong máy bên kia, bây giờ sẽ sang giới thiệu qua với lại mọi người về cái cần mà bây giờ cái cần cẩu đang cẩu đây. Thì cũng vẫn là 870LCH95, nhưng mà công ty nhập hai chiếc về, thì chiếc kia đã lắp xong rồi, thì bây giờ tiếp tục là lắp, đang lắp thêm cái cần này nữa. Thì cái cần đây là cái cần trong chỗ cạnh cái bin thôi nhá, còn cái cần vào gầu là ở phía đằng ngoài kia, còn đây là cái bộ phận gầu của nó đây. Chờ cần chờ. Là trọng lượng của nó là 7,6 tấn. 7,6 tấn. Đây có cái gầu đây. Vậy cái gầu cho mọi người. Gầu 4,3 mét khối. Nặng thì không biết nó nặng bao nhiêu nhỉ? Nó nặng 4 tấn 2. 4 tấn 2. Tiêu chuẩn còn đây. 4.270 kg này. Thế còn cái gầu này, gầu tiêu chuẩn, còn gầu mà làm đá thì nặng hơn. Nó nữa. Được gia cố nó nặng 5 tấn 4. Rồi. Cháy ra để cho cậu cái này đã. Cho quay quá cần đi, xong rồi mình sẽ đi vào đây. Anh 1m7 đứng ở trong 75. Đây là lúc nay ăn bớt 5 phần. Đây là cái am rồi. Cái am này là gầu sẽ được nối vào kia. Thế là mơ mỡ là những cái đường kia là sẽ được kết nối với lại cái bình cái mỡ lúc nãy mình nhảy đấy. Đường dây này sẽ kết nối về với đấy. Bơm mỡ tự động đấy. Bơm mỡ tự động. Quá là kinh khủng. Anh em nhìn chiếc răng này. Anh em nhìn nó to này. Quá kinh khủng. Nhìn chiếc răng này. Đây thì vẫn được đang nằm trên kệ thôi nhá. Đây, kệ sắt người ta có đai vào này. Ở đây là một chút thông số của cái am. Đây của nó có đều có số seri của nó. Đây là nhập vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Đấy. Chiếc thứ 10. Đây là lâu 10, đây là chiếc thứ 10. Đấy. Của năm nay đấy. Vâng. Đây là đấy của từ Nhật Bản. Đây trọng lượng của nó đây. Đến tấn 6. Đây là các thông số về chiều cao, độ dài. Đây thì hơi giống chút. Ác này là không phải thông với nhau đâu chứ anh. Phải không nhỉ? Cái này là mỗi bên một nửa chứ phải không? Không, một nó là một cái đấy. Nó là một cái á? Tí nữa mình lắp thì mình sẽ lôi. Cái này vặn ốc. Nó chùm vào đây. Rồi. Hai cái đều như vậy. Chữ H này thì đặc biệt là nó là bằng gang nhé. Gang. Do cái nhà sản xuất họ các thông số họ làm, họ tính toán là cái gang là đặc biệt là tốt nhất, chứ nó lại không cùng chất liệu với những cái này. Rồi. Riêng cái chữ H này. Phần này là bằng gang. Đây cái loại này là thép H, còn loại này là gang này. Rồi. Các nhà
nhà sản xuất người ta đều tính toán thế làm sao cho nó tốt nhất rồi. Thì cái video về chiếc máy 870 này thì mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Ở đằng phía ngoài này còn một dàn máy rất là nhiều ở đây nữa. Thì ngày mai, sớm mai thì mình sẽ cùng anh Quý quay lại video để review cho các bác những chiếc máy ở ngoài kia. Thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau. Chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi.